Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu bài 7 cho MobileNet Control và Data Binding. Trong bài này mình sẽ trình bày một số vấn đề bao gồm Data Source là gì, tìm hiểu về SQL Data Source, Link Queue Data Source, Object Data Source và cuối cùng là bài tập. Đầu tiên, Data Source là gì? Thì ở những bài vừa qua thì chúng ta đã làm việc với cái dữ liệu qua nhiều cách, từ đơn giản đến phức tạp và dễ sử dụng. Đầu tiên là chúng ta đã tạo một cái class, và chúng ta có trong cái class đó thì chúng ta vừa kết nối, vừa insert, update, delete, vân vân. Sau đó chúng ta đi đến mô hình ba lớp với Dio.net, cũng phải viết những câu select, insert, update, delete. Sau đó chúng ta đi đến link queue to SQL, tức là mô hình ba lớp với link queue. Thì lúc này chúng ta sử dụng những cái phương thức mà link queue hỗ trợ là insert on submit, delete on submit, hoặc là tìm kiếm theo where, vân vân. Thì bạn có thể tự hỏi là ABLNet có hỗ trợ chúng ta những công việc như thế hay không, hay là chúng ta bắt buộc phải viết như thế. Thì ABLNet có hỗ trợ chúng ta ở một cái mức đơn giản, không nói đến những cái truy vấn hay là những cái insert, update, delete phức tạp. Tức là ở mức đơn giản thì ABLNet hỗ trợ chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những control mà ABLNet hỗ trợ. Đó gọi là data source. Thì data source bạn có thể hiểu nó là như là một cái cổng hoặc một cái nguồn dữ liệu giúp bạn có thể lấy dữ liệu về hoặc là cập nhật dữ liệu. Tức là chúng ta sẽ có hai cái cổng, và cổng đi vào, cổng đi ra. Cổng đi ra chúng ta sẽ lấy dữ liệu về, cổng đi vào chúng ta có thể dựa vào nó để mà chúng ta insert, update, delete dữ liệu. Và nó là một cái control. Vì nó là control cho nên các bạn không cần viết code gì cả. Và đương nhiên là bạn phải chỉ định các thành phần mà cần thiết. Ví dụ bạn nói là bạn muốn select thì select như thế nào, lọc như thế nào, que như thế nào, hoặc là bạn nói bạn sắp xếp thì sắp xếp như thế nào, theo cái cột gì, hoặc là bạn insert, update, delete thì insert như thế nào, insert bao nhiêu cột, hoặc là update bao nhiêu cột, vân vân. Đó là bạn phải cần chỉ định ra cái thành phần cần thiết thì hoàn toàn ở trên giao diện. Bây giờ chúng ta mở cái bài chúng ta ở lúc trước. Chúng ta thử tạo một cái trang. Hoặc là quản lý người dùng đi. Bây giờ để mà sử dụng những cái data source đó thì bạn sẽ nhìn vào thành cái toolbox của chúng ta. Trong cái nhóm data thì bạn sẽ thấy có những cái data source SQL dành cho dữ liệu SQL, asset dành cho file asset, rồi object HTML, hoặc sitemap thì dành cho menu, hoặc link queue, vân vân. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn về SQL data source. Thì để mà dùng SQL data source thì chúng ta sẽ kéo control source vào. Rồi, thì đây là một cái nguồn dữ liệu, cái cổng dữ liệu. Thì bạn phải chỉ cho nó là nó tác động đến cái server nào, nó là cái nguồn dữ liệu cho cái server nào, cho cái database nào. Do đó, cái công việc đầu tiên của chúng ta là cần kết nối. Giống như là chúng ta kết nối bằng cái công cụ là View Server Explorer thôi. Chúng ta cần kết nối.
chúng ta cấu hình, bạn tạo new kết nối và chúng ta gõ như lúc trước giờ chúng ta đã từng làm PC SA 123 lấy ra cái dữ liệu. Ok, thì khi mà bạn đã vừa chỉ ra những cái server, những cái database, kết nối vào database như thế nào thì nó sẽ tạo ra cho bạn chuỗi kết nối, nó tạo ra những kết nối và nó hỏi bạn là bạn có muốn lưu trữ lại cái chuỗi kết nối lại không. Thì khi bạn lưu trữ lại thì ở những lần sau thì bạn không cần phải làm công việc new connect nữa, mà chỉ chọn những cái tên, những cái chuỗi kết nối mà nằm trong cái Grab list này thôi. Nếu bạn lưu, bạn đặt tên như thế này, next. Thì sau đó bạn sẽ thấy là trong web config của mình nó vừa add thêm cho bạn một cái chuỗi, một cái thẻ như thế này. Thì lúc trước chúng ta đã có một cái thẻ như thế này để mà kết nối với dữ liệu, thì nó đã thêm một cái thẻ tiếp theo để lưu trữ lại cái chuỗi kết nối. Thì để mà lần sau, tức là nếu mà bạn có một cái data sụt khác, có một cái data sụt khác, thì lúc đó bạn sẽ không cần phải new connect nữa. Bạn có thể chọn connect mà nó đã lưu trữ trong web config. Nhưng mà bạn thấy là nếu mà làm như thế này thì ở web config của chúng ta có hai cái chuỗi kết nối. Như vậy thì khó khăn trong cái việc mà khi chúng ta thay đổi cái server thì chúng ta, hoặc là database, chúng ta phải thay đổi cả hai cái này thì nó mới chạy được. Một cái chúng ta đang dùng của mô hình ba lớp, một cái chúng ta dùng data sụt. Thì tốt nhất là chúng ta nên dùng một cái. Nhưng mà tại sao có hai cái mà ở đây nó không nhận ra. Cái của chúng ta nó chỉ nhận ra những cái này thôi. Thì tại vì cái chuỗi kết nối của chúng ta không có một cái provider. Bạn chỉ cần copy cái provider này vào trong này. Thì nó sẽ thấy được cái kết nối của chúng ta. Vậy đó, chúng ta sẽ có thể bỏ luôn cái kết nối này và dùng một kết nối duy nhất thôi. Rồi, vậy chúng ta quay lại cái này và chọn cái quản lý này. Sau đó sau cái công việc kết nối thì bạn cần chọn ra cái dữ liệu mà bạn cần, hoặc là cái nguồn, cái cổng đi ra. Thì bạn cần là khi mà bạn kết nối thành công thì nó sẽ đọc được cái database của chúng ta và nó biết được có bao nhiêu cái bản. Và ở đây ví dụ mình chọn là mình đang muốn lấy cái bản quyền ra, mình nhận quyền. Sau đó nó hỏi bạn là bạn chọn bao nhiêu cột cho bản quyền đó, thì thường chúng ta chọn hết, next. Chúng ta có thể test thử là đây là cái câu select mà nó phát sinh ra. Chúng ta có thể test thử là dữ liệu của chúng ta như thế nào. Ok, và chúng ta đã có một nguồn dữ liệu. Bây giờ công việc của chúng ta là show nó lên trên control, đổ dữ liệu vào control, tức là nó gọi là binding vào control. Vậy thì chúng ta chọn cái control nào mà nó phù hợp với cái nguồn dữ liệu này. Thì ví dụ như là một cái lưới hoặc là một cái drop down list. Ở đây mình chọn drop down list. Cái drop down list là để thể hiện danh sách những cái dữ liệu. Rồi, drop down list. Bây giờ cái drop down list thì
thay vì chúng ta tự insert code, tự làm code để mà insert rồi trong cái dữ liệu vô, thì chúng ta sẽ lấy dữ liệu từ cái nguồn này. Thì lúc đó bạn sẽ chọn cái data source cho nó, thì nó sẽ đọc được ở trên cái trang của mình có bao nhiêu cái data source, thì nó load ra trong này và nó thấy được cái data source có tên như thế này, và nó thấy được là cái data source đó, nó khi mà nó select thì nó select được hai cột, tại mình select hết hai cột của bản quyền cho nên nó thấy được hai cột đó. Và đặc trưng của một cái drop-down list thì nó có hai thành phần. Thành phần thứ nhất là thành phần thể hiện lên cho người dùng thấy, và phần thứ hai là một cái dữ liệu quan trọng để mà insert, update, delete hoặc là select vân vân, tức là dữ liệu mà cái kho chính để mà đi qua bảng này bảng kia vân vân. Thì bạn phải chỉ rõ là thì đương nhiên là cái dữ liệu mà hiện lên cho người dùng thường là những cái tên, chứ ít ai hiện cái mã lên, tại vì người dùng ít biết cái mã là gì. Cái tên thì dễ hiểu hơn, nhưng mà cái mã là cái quan trọng để mà chúng ta thao tác với cái dữ liệu. Vậy thì chúng ta cần nói cho nó rất là ít biết cái gì cần hiện lên cho người dùng, vậy đó là cái tên. Và cái gì là cái dữ liệu đặc trưng cho những dòng này thì tức là cái mã. Thì lúc đó ok, và chúng ta chạy lên. Thì bạn đã thấy nó đã đổ được dữ liệu này vào. Bây giờ công việc của chúng ta là thử những cái chức năng khác, ví dụ như sort. Thì chúng ta chỉ cần cấu hình cái data source thôi. Thì cái dữ liệu nó sẽ đổ vô đây tương ứng như chúng ta đã cấu hình. Chúng ta sort order by, ví dụ như sort theo tên, sort theo sắp xếp tăng dần hay là giảm dần, sau khi sort tên có sort theo cái gì nữa hay không, vân vân. Chúng ta đã cấu hình lại cái data sort. Thì bạn thấy sau khi chúng ta sắp xếp theo tên thì người dùng lên trước, quản trị sau. Đó là cách chúng ta sort. Rồi bây giờ chúng ta thử một cái nguồn dữ liệu khác, là nguồn dữ liệu tác động lên bảng người dùng. Vậy thì chúng ta sẽ tạo một cái nguồn dữ liệu SQL data source khác. Mình cấu hình cho nó cũng lấy từ cái chuỗi kết nối này. Và cái bảng là cái bảng mình đang tác động là người dùng. Ok. Vậy thì mình có thể đẩy cái nguồn dữ liệu này vô một cái control khác, là cái lưới chẳng hạn. Đó là cái read view. Read view. Tương tự như vậy, cái read view này chúng ta cũng phải chọn cái data source. Ở đây chúng ta thấy có hai data source, nó thấy được có hai data source. Và ở đây chúng ta muốn thể hiện cái danh sách người dùng thì chúng ta chọn data source 2 này. Khi đó đây là danh sách người dùng. Đây là cách thể hiện thứ hai bằng read view, tức là thể hiện tất cả các cột. Còn với cái drop-down list thì chỉ hiện một cột, thể hiện một cột thôi. Bây giờ chúng ta sẽ thử chức năng là where. Bây giờ chúng ta sẽ làm như thế này. Cái data source 2 này sẽ sort, sẽ tìm, sẽ chỉ lọc ra những cái dữ liệu mà dựa vào cái drop-down list này. Tức là chúng ta sẽ show ra những cái người dùng theo cái quyền này thôi. Vậy chúng ta phải cấu hình lại cái này là where. Where
Thì que ở đây á, tức là lọc, thì chúng ta có nhiều cái que, que theo control, que theo session, vân vân. Bây giờ chúng ta phải nói cho được là chúng ta que cái gì, que theo cái cột gì. Cột chúng ta muốn là sẽ chỉ thể hiện những cái người dùng theo cái quyền trên Drupal list thôi, vậy đó là theo mã quyền. Và tôi que mã quyền là integer, cho nên ở đây có nhiều toán tử so sánh cho integer, bao gồm bằng, nhỏ hơn bằng, lớn hơn nhỏ hơn. Còn nếu ta so sánh theo dạng họ tên thì chúng ta có bằng, rồi like là tức là nó giống thôi, tức là nó chỉ là chứa một cụm từ nào đó được rồi, not like vân vân, đó là cho chuỗi. Ở đây chúng cho mã quyền thì là bằng, thì nó hỏi bằng thì bằng cái gì, thì bạn có thể là nói bằng cái dữ liệu cụ thể, mã quyền bằng 1 vân vân, thì nó sẽ lọc theo mã quyền bằng 1. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn là nó sẽ lọc theo cái drop list. Vậy cái drop list là cái gì? Là cái control, là control, và control đó là cái drop list. Chúng ta sẽ lọc theo control tên là drop list, và chúng ta add vào. Vậy thì cái data source 2, tức là select những cái người dùng, thì chúng ta sẽ lọc theo cái mã quyền là có trên drop list. Ok, next, phần next, chạy lại. Thì khi đó cái drop list, cái data source 2 nó sẽ đẩy dữ liệu cho cái view, mà data source 2 là dựa vào cái drop list, cho nên khi drop list thay đổi thì cái view thay đổi. Nhưng mà ở đây bạn chọn qua chọn lại nó không thay đổi, do cái tính chất của cái drop list này. Hiện tại khi mà bạn chọn qua chọn lại thì nó chưa có lên server, nó chưa có lên server, cho nên cái control source 2 này nó không thấy dữ liệu mới của mà người dùng đã chọn. Vậy bạn cần enable auto pop-up, tức là bạn cho khi mà người ta chọn thay đổi cái sự lựa chọn trên drop list thì nó được lên lại server. Thì khi nó lên lại server như thế thì cái SQL, cái data source 2 này nó mới thấy được cái dữ liệu của drop list này, thì lúc đó nó mới cập nhật và đẩy vô lại trong cái list view. Do đó bạn cần enable auto pop-up thì nó lên lại server. Rồi, ví dụ như mình chọn quản trị thì nó sẽ lên lại server, và nó cái SQL data source 2 nó sẽ thấy được cái sự thay đổi của cái drop list và nó cập nhật xuống cái list view. Vâng vâng. Thì chúng ta có thể bỏ nó đi để mà có thể dễ test những cái vấn đề khác. Chúng ta tìm mu đi thì nó sẽ không phụ thuộc vào drop list này nữa. Bây giờ chúng ta thử những cái chức năng mà data source có hỗ trợ là insert drop list, tức là cái cổng thứ hai, cái cổng mà đi vào dựa vào data source để mà insert update list dữ liệu, cập nhật dữ liệu. Thì khi đó chúng ta phải cấu hình cho nó, cấu hình cho cái này, nó phải cấu hình cho nó hỗ trợ cho chúng ta insert, update, delete. Bạn thấy là khi mà chúng ta chưa có cấu hình cho cái data source này có hỗ trợ insert, delete, update, delete, thì cái lưới này nó cũng không có hiện ra cho chúng ta những cái control để mà insert, update, delete. Chỉ có sort rồi phân trang vân vân. Thì chúng ta cần cấu hình cái data source này cho nó có khả năng insert, update, delete. Thì lúc đó cái list view nó đang chịu ảnh hưởng của data source 2, cho nên nó phát hiện được data source 2 đang có khả năng insert, update, delete, đang mở những cái cổng đó ra, thì nó mới hiện là chúng ta edit, delete. Ở đây cái list view nó không có hỗ trợ cho chúng ta insert ha, chỉ update, delete thôi. Bạn có thấy chúng ta sẽ edit được, ví dụ như là 1, 2, 3 update, có thể delete được. Bây giờ còn chức năng insert thì chúng ta sẽ sử dụng một control khác,
đó là đi theo view đi. Thì theo view nó hỗ trợ chúng ta nhiều cách, nhưng mà chúng ta ở đây chúng ta chọn cái chế độ của nó ra đây, chính là chế độ insert. Thì hiện tại thì nó cũng chưa có cho phép chúng ta insert, chỉ khi nào chúng ta chỉ ra cái data source mà data source đó có khả năng insert thì chúng ta mới insert được. Lúc đó nó mới hiện ra chúng ta những cái nút insert, cancel, đúng không? Chúng ta chạy. Ví dụ ở đây chúng ta insert là mã quyền là 2 tèo 123456 gì đó. Rồi họ tên Nguyễn Thị Tèo. Sau đó là email là tèo a còng. Sau đó chúng ta insert. Là như thấy nó đã insert vào. Ok. Vậy là chúng ta đã thực hiện những cái chức năng của một data source cơ bản. Các bạn nhìn lại trong data source của chúng ta, khi chúng ta làm những công việc cấu hình hoặc là cái gì đó trên cái data source này, thì thực ra ở trên dưới này nó đã tạo ra chúng ta những cái đoạn AB, những cái thẻ data source. Và khi chúng ta tạo chuỗi kết nối thì nó đã tạo cái chuỗi kết nối, nó lấy từ cái web config tại cái tên như thế này. Sau đó nó cũng viết ra những cho ta những cái câu select, insert, update, delete. Và nó đã dùng parameter, nó không có cộng chuỗi mà dùng parameter tạo một cái biến như thế này. Và cái parameter cho delete nó nằm ở đây, được đưa vào đây. Tương tự câu insert thì có những cái parameter là a cộng tên đăng nhập vân vân. Thì tương ứng đây là có những cái parameter cho cái việc insert, parameter cho việc update, vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào một cái control thứ hai là link queue data source. Thì như thế này, chúng ta thấy là chúng ta không cần dùng đến cái mô hình ba lớp của chúng ta gì cả. Chúng ta chỉ cần dùng SQL data source là chúng ta có thể insert, update, delete rồi. Nhưng mà nếu chúng ta muốn sử dụng lại những cái lớp của chúng ta thì chúng ta cũng vẫn có thể sử dụng được. Ở đây trong ứng dụng của chúng ta có hai lớp, ba lớp, và hai lớp liên quan có dữ liệu là DAL và BOL. DAL của chúng ta đang sử dụng một cái file gọi là link queue to SQL. Thì lúc đó chúng ta có thể tận dụng cái lớp DAL này, và cụ thể là cái link queue, cái file link queue to SQL đó, tức là cái file này của chúng ta, file này của chúng ta cho cái việc insert, update, delete, select, vân vân. Vậy lúc này chúng ta sẽ không cần dùng cái này nữa. Chúng ta sẽ dùng một cái control khác. Để mà sử dụng lại cái link queue to SQL của chúng ta. Nó gọi là link queue data source. Thì chúng ta cũng thử kết nối select, sort, rồi query, rồi insert, update, delete cho cái link queue to SQL data source của chúng ta. Thì chúng ta sẽ cấu hình nó. Và cấu hình ở đây nó sẽ khác với cấu hình ở lúc trước. Tại vì lúc trước là làm từ đầu đến cuối, chọn từ phần kết nối vân vân. Ở chỗ này chúng ta kết nối thì chỉ kết nối, bạn chỉ cho nó biết cái database của link queue to SQL là được. Có trên cái cả cái solution của chúng ta thì nó sẽ liệt kê ra chúng ta. Ở đây bạn nên build lại cái ứng dụng của chúng ta.
Bây giờ chúng ta sau khi build chúng ta chọn lại thì bạn thấy là nó thấy được cái quản lý data context của cái DL của chúng ta. Nó chỉ lọc những cái data context thôi nếu tìm thấy. Sau đó bạn cũng làm như SQL data là chỉ cho nó là tức là trong nó đọc được trong cái link queue data những cái bảng nào, những cái đối tượng nào gọi là bảng, đối tượng nào là những cái dòng, và nó cho hỏi bạn là bạn lấy cái gì. Ở đây mình lấy quyền, ở đây là những cái đối tượng nằm trong link queue SQL chứ không có liên quan đến database. Chúng ta sẽ chọn người dùng, và cũng tương tự như vậy, có where hay không, rồi có order hay không, rồi có insert, update, delete hay không. Thì lúc này nó sẽ lấy những cái phương thức insert, on submit, delete, on submit vân vân của link queue SQL chứ không phải những cái câu select sau from where như SQL data source. Phoenix. Vậy thì mình chọn lại cho cái những cái review là chọn link queue to SQL data source. Yes. Và chọn cho phép edit, cho phép delete. Tương tự như vậy cho cái detail view, chúng ta chọn lại là link queue và chúng ta insert. Ok. Bây giờ chúng ta cũng có thể là edit. Edit đây là 456 update, hoặc là thêm vào 1 ABC 123 ABC 123 123 A cộng com insert vào. Ở đây cái việc insert này đối với link queue to SQL thì bạn phải cần binding lại cho cái lưới này khi mà người ta vừa insert xong. Thì vậy thì khi mà cái sự kiện insert thành công, tức là trong cái detail view này, chúng ta cái sự kiện của nó là insert inserted, tức là đã insert xong. Khi đã insert xong á, thì bạn lấy cái review bạn bind lại, tức là bạn lấy cái nguồn dữ liệu của cái link queue to SQL bind lại. Tại vì đây là cái link queue to SQL thì nó sử dụng cái data context thôi, cho nên chúng ta không bind lại. Ví dụ chúng ta delete, chúng ta thêm lại một tên nhập ABC 123 ABC 123 123 cộng yahoo.com và insert lại thì nó đã update lên đây rồi. Tức là bạn không phải làm cái công việc là khi mà cái lưới này, khi mà cái detail view này nó đã insert, vừa insert xong thì bạn cần bind dữ liệu lại cho cái review, tức là đem cái nguồn, đem cái data source cập nhật đổi dữ liệu lại trên cái review thì nó mới cập nhật được cái review. Tương tự như vậy chúng ta có một cái data source tiếp theo là object data source. Thì bạn thấy là đối với cái link queue data source á thì nó đã tận dụng lại cái lớp DL của chúng ta. Lớp DL của chúng ta có một cái data context nó đã sử dụng lại. Thì vậy thì object data source bạn có thể đoán nó sẽ sử dụng lại cái lớp còn lại, cái lớp PL của chúng ta. Tức là bây giờ nó sẽ sử dụng những cái object mà có khả năng insert, update, delete của chúng ta mà chúng ta tự viết. Thì ở đây là PL, tức là nó sẽ dựa trên những cái phương thức có sẵn
Vậy thì ở đây cái BWL của chúng ta đã có phân tích thêm chưa? Thêm rồi. Nhưng mà thêm ở đây là chỉ có không có mã, chúng ta phải còn viết những cái phân tích là thức chuẩn thêm đầy đủ. Chúng ta thêm thêm nhận mã. Rồi chúng ta sửa. Sửa. Sửa thì chúng ta tìm ra cái người dùng gì, lấy theo tên đăng nhập. Chúng ta sửa theo tên đăng nhập. Thì chúng ta nên sửa theo chúng ta nên có một cái lấy theo mã đi. Lấy theo mã. Rồi, tại vì mã là có chính. Mã là integer. Lấy theo mã. Chúng ta sửa lại hết. Sửa theo thử tên đăng nhập, theo mật khẩu, vân vân. Chúng ta submit change, đó là hàm sửa. Chúng ta sẽ viết một cái hàm là lấy tất cả. Trả về một danh sách cái người dùng. Giả sử như những cái phân tích này chúng ta đã viết rồi thì ta sẽ sử dụng lại nó cho cái object data. Chúng ta đã có phân tích lấy select rồi thêm thêm đầy đủ và sửa. Bây giờ chúng ta build lại cái ứng dụng của chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta thay thế cái link queue cho data source này bằng một cái gọi là object data source. Object data source là cấu hình đó. Chúng ta chọn cái người dùng BWL. Sau đó nó hỏi chúng ta là bây giờ bạn đã chọn một cái đối tượng, thì nó mới hỏi là bây giờ có bốn cái hành động như thế này thì bạn nói tương ứng với những cái phương thức nào của cái đối tượng là người dùng BWL đó. Thì nó nói là select thì bạn hãy lấy cho tôi lấy tất cả, rồi update thì bạn hãy lấy cho tôi cái sửa, insert thì bạn lấy là lấy theo thêm thêm đầy đủ, còn delete nữa. Delete thì mình chưa có, mình nên viết cái delete, mình viết cái delete là xóa, public void xóa. Xóa thì phải dựa theo cái mã, thì mình sẽ đưa vào, mình sẽ tìm cái người dùng theo mã. Rồi sau đó mình delete on submit. Bỏ người dùng vào. Sau đó mình cập nhật. Rồi mình build lại cái BWL của chúng ta. Xóa có thể trả về bool. Rồi, chúng ta build lại. Bây giờ chúng ta sẽ nói cho nó tiếp, nói lại cho nó là BWL, insert có rồi, update có rồi. Bây giờ delete thì nói là cái hàm được xóa. Finish. Ok. Bây giờ chúng ta cần cần chỉ ra cho nó nữa. Chỉ cho nó cái parameter.
chúng ta chỉ nói cái phương thức đây thôi. Phương thức đó nó nhận những cái tham số nhưng mà chúng ta chưa chỉ ra cho nó những tham số. Bây giờ thứ nhất là phần insert parameter, chúng ta phải chỉ ra làm thêm nó nhận những cái parameter chúng ta phải cung cấp cho nó. Thêm á thì chúng mã s không ở đây thì chúng ta đã có đầy đủ những cái phương thức rồi, những cái parameter rồi. Chúng ta kiểm tra cho lấy tất cả thì không cần parameter. Thêm xóa là delete thì nhận mã, ok. Rồi đến update parameter thì cần mã là để mà biết cái kho chính thì mà lấy được cái dòng quần xóa, cũng không cần những cái parameter này thì nó chỉ cần mã là đủ, ok. Thì chúng ta chạy lại. Chúng ta nhớ chọn cái data source này cho những cái lưới. Cái lưới này chúng ta chọn là offset data source và edit delete. Offset data source và insert. Bây giờ chúng ta sẽ edit gõ 1, 2, 3. Bây giờ chúng ta kiểm tra nó có chạy xuống đây nó thực hiện hay không trong cái phần edit, tức là phần sửa. Chúng ta gõ là 4, 5, 6, 7 tờ update. Phương thức sửa của mình có vấn đề nên coi lại phương thức sửa. Phương thức sửa của chúng ta thiếu cái mã quyền integer mã quyền, và lúc này là mã quyền, chỗ này là mã quyền, ok. Chúng ta build lại cái ứng dụng chúng ta, rồi chúng ta cấu hình lại cái này. Phương thức sửa như thế này. Chúng ta chọn lại cho phép edit, delete, cho phép insert. Ok. Giờ chúng ta sửa lại. Cái này là 4, 5, 6, 7. Update. Ok. Đã update được. Delete. Delete thì có vấn đề trong cái việc delete ở đây. Chúng ta coi lại cái hàm delete cho chúng ta. Xóa lấy người dùng thế này. Delete on submit. Rồi. Chúng ta xem lại cái việc xóa. Hình như là có cái vấn đề gì ở việc mình lấy cái người dùng ra. Thì mình coi lại, mình debug xem cái xóa của mình có vấn đề gì. Delete. Thì cái người dùng này null do cái mã là 0. Vậy thì ta xem lại cái parameter. Phần delete property của phần xóa tại mã. Cái mã mà nó đưa cho chúng ta là nó bị 0, tức là chúng ta chưa có cái parameter cho cái lưới. Thì ở đây cái lưới của bạn
bạn cần chỉnh cái parameter cho cái lưới. Bạn vô trong cái data key name, bạn add cái mã vào, add cái mã vào, và sau đó ở trong cái data thuộc này chúng ta cần chỉnh cái ba all value formatting cho nó có cái tham số đầu tiên để nó giữ lại cái mã. Bây giờ chúng ta delete. Để chúng ta đã, khi chúng ta chạy luôn nó đã delete được cái dòng ghi rồi. Bây giờ chúng ta delete tiếp thử. Delete thằng này. Thì nó chạy vô đây và cái mã của ta đã có được 11. Vì vậy chúng ta đã xóa được cái dòng đó. Insert. Cái lưới này cho phép insert. Bây giờ chúng ta sẽ insert ví dụ như là 2. Insert thì chúng ta sẽ không insert mã. Cho nên chúng ta sẽ bỏ cục mã đi. Mã quyền là 2, insert là tèo 123, tèo 23, 123 cộng com, insert vào. Chúng ta lại có vấn đề về hàm thêm, phải để ý chữ kỹ. Thêm là thêm, mình thiếu cái mã quyền đó là cái hàm thêm, mình thiếu cái mã quyền. Mình nhận mã quyền chứ không nhận mã. Thêm mã quyền vào đây, chúng ta sẽ cấu hình lại. Build lại. Thêm. Edit. Insert. Ok. Chúng ta ẩn đi cái cột mã. Ơi, 2, tèo, 1, 2, 3, ABC, A cộng, cộng, insert. Ok, nó đã insert vào. Bạn nhớ để ý viết cho kỹ cái phương thức của chúng ta, thêm cho đúng, sửa cho đúng. Và khi xóa thì chúng ta cần phải thêm xóa sửa những hành động mà cần có cái key. Cho nên chúng ta cần có chỉnh cái key, data key cho cái lưới này. Trong cái data key, add nó vào thì bạn mới xóa được trên cái lưới này.
Ok. Bây giờ bài tập thì chúng ta sẽ các bạn cần tạo cái database cho các bạn có thêm cái bảng loại sản phẩm và cái bảng sản phẩm. Và bạn sẽ tạo cái trang quản lý sản phẩm bao gồm là phân loại, tìm kiếm theo loại. Tức là chúng ta sẽ dùng cái drop down list để mà duyệt loại sản phẩm, và khi mà chọn drop down list sẽ duyệt danh sách những sản phẩm thuộc cái loại đó, và có thể thêm xóa sửa với từng phải sẽ phải dùng từng data source để mà kiểm tra cái cách làm việc của từng data source.